cháu đặt đi công ty hắn ít việc quá nên là cháu lại nhà cháu đi quay. Dạ. Vâng, Covid không gì đây? Không có hàng Việt ra. Hoàng lên đây. Cá nhà anh ấy chết cái anh ấy bơ mà chú Hoàng ở vườn nói chuyện cái đây chú Hoàng lên trên đây đang nước cái quá. Đang nước. Đây. Đi các bạn vô tặng lương hay ngồi vô là có dòng vô rất là dặn. À 78% rồi. Nó quay gì vậy? Đấy được không? Khoảng 4 phút à? Ừ. 4 phút mà chờ mấy giờ rồi? Chờ mới qua hơn 2 giờ. 2 rưỡi à? 4 rưỡi hết à? 4 rưỡi. 4 rưỡi một cái còn cái một tiếng thôi nữa. Cái nó chắc quay không kịp. Dạ. 4 rưỡi 5 rưỡi. 5 rưỡi cũng được mà. Nhưng lại còn mấy phút thêm nữa, 7 phút nữa. 5 rưỡi 7 phút, cháu cũng mấy tầm 5 rưỡi nó mới được thôi mà. Nay mấy 1 rưỡi mới được. À, vấn đề gì quay à, không phải đem về sạc à? Không.
Quay làm lắm là người quay đó.
Mình quay không ai bới bác. Đi lấy xe rồi, chạy sang mà giữ bát đi cho anh. Không biết là lấy xe hay là lại bà mà vui rồi. Thằng hai thằng thật nhá, mình rủ đi hát nữa. Anh tỉnh quát biểu là quát cái thằng cha biểu là đánh thằng Cường xuống, không cho thằng Cường đi. Nhưng mà anh biểu cho hắn ngồi xe, anh đi lấy xe ở mùa đó. Khổ quá chứ. Tỉnh kêu ok, với đừng cho thằng Cường đi, cho anh xuống đi. Chạy xác thì tôi thấy trầm đoạn luôn. Khổ lắm anh tôi. Có mấy ông bì ở trong nó qua vào đây lấy. Cái nồi cơm điện ra. Cái nhiều thì hai ông nội quay hay công ty nữa. Cả cái nồi cơm điện cho mông. À, bữa nay lại đến tay Nghi à? Trong là cọc. Cọc cân nữa ạ. Rồi mới nhặt ở đây sớm. Quản thì lấy mà không thì bà bán thì không biết. Có nhặt sớm à? Nhặt qua để đỡ mà không để ý cái quản này. Cứ vô đó. Có cả cái lông vịt đằng sau ấy răng á. Có lông vịt đằng sau răng á. Bà đi mua rồi tới đây. Có con bé nhà có lông vịt đằng sau á. Gracias.
Chạy đồ này là đổi nghề. Đổi nghề thêm. Chán công ty rồi nhà đi ngồi chân thích. Tôi lại chán có việc đi làm. Không họp mấy anh mấy nơi hôm qua lại đánh chắc. Yeah.
Bắt đi tìm. Thế là rơ ngao. Bố xuống ngập xuống không thở được. Thank you.
Nắng lắm, mùa là mùa nắng cho phải ra cái lỗ bông mát để cho ngồi tí. Và cái gió tôi ngồi là tê mà nắng lắm. Hân liên nắng lên nó rủi vô khó chịu lắm. Thiên vâng. Mùi dại cái tai nghe là đánh được, con nó kêu không nghe là ngại. Em nghe đấy chứ, nhưng mà nắng lắm, không có nơi ngồi, phải ra đây ngồi cái bóng mát tí, nắng khó chịu lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây này, con chim này đang cần đi giám đốc này, cần để hốt luôn. Thêm mì láo là tao giảm luôn được cái mì nha. Đi xe vô đây chứ. Không phải đây nhá. Hả? Quay cái cảnh này nó đẹp hay không cho thế giới nó xem chứ. Không biết. Nhưng mà xem cái hình chúng đó cũng được không? Nó lại mất hay được không? Không biết nữa tê. Thôi. Không biết nữa tê. Hả? Xem hình ảnh. Nhưng mà thím phải môi giới cho cháu được cái gì mai mốt cháu về đây. Ừ. Kiếm tí. Ừ, kiếm tí. Cháu chào Xuyên. Đấy. Vũ cái. Vũ đi thành người. Nhưng mà thứ mai, Vũ đi thành người. Cháu chào chú. Có bổ không? Vậy cháu bổ không? Thank you.
Thank you.
vô tê đi. Vô tê đi. Vô một. Không, vô đó đang nhà với ba đang karaoke. Vô làm đi đây. Thế đi đồng hồ được. Karaoke nè, tao cũng đang định chuyển chỗ đây mà. Vô đây mọi. Ê. Nó mở thì nó ra hoa đây coi. Hoa nó nhỏ đây. Đi ơi, chị mà nắng gì mà hát thì trời mưa hát chứ, hồi này hát cái chi mà... Ôi, này, đi liệu hồn nó được nghỉ có 5 ngày người ta đi ông ngoại. Đi ở lỗ đoạn lỗ kia mà lớn. Chơi, chơi. Không, trời mở qua nhà ngoại cái con đó mà. Cậu tố cáo cậu mở rồi. Ồ, cậu như vậy chả ra trò ra hình lắm. Cậu tố cáo rồi, trời mở qua là ông ngoại bớt chết. Trời, tập không sang nữa mà anh chị được đâu. Ôi trời. Ngoài nói với thằng chắc là đi bên chiều nay mà mấy mấy mang sinh vào đây. Tao không thích đi thì có buộc cả kéo tao, tao không bao giờ đâu đi. Thôi chừng tao bỏ ngoại luôn nhỉ nhờ. Không, không bỏ nhưng mà không thích đi thì chưa đi. Bữa nay đi chạy xuống mày đứng đây tên anh chị Hương. Tao thấy anh cô chân đi nhờ đi, tao mới cho tao đi với tên đó. Hôm nay chúng ta bằng quay ở trên nước, có ai ngồi không mà? Đạp xe đạp xuống ăn. Xoay đợt mô đi nhờ, xoay đợt mô đây cô. Ngồi đợt mô đây. Được rồi, mẹ ơi, ngồi chỗ cái giếng đi cũng được nè. Giếng đi trời hơi bị cổ đó, đúng không? Giếng đi cực cổ luôn đó. Bây. Mì thì lúc mố luộc cái. Sao chàng hướng tê đi bộ thím xin nhờ. Đúng không? Quay sang gì hướng tê. Giếng. Ngồi đấy nhưng mà qua điện thoại sang mà hướng nhờ. Đấy, thằng có hướng cái đá cây đó. Rồi chứ. Có được không cái túi nơm ở nhà? Túi nó mở quay cái hướng bộ không túi. À, biết được. Cứ còn giữ là được còn gì nữa bằng kêu. Tạo chá vì cái hướng bộ. Sáng hơn cái máy của tôi bằng kêu. Nếu là do cái điện thoại của chàng. Đồ ăn lấy bộ đi, anh giải. Đi chào anh giải nữa thì anh giải hiểu rằng được cô. Ta đứng mọi người ngồi cách 4 mét. Đây mình cách mấy mét? 60 phần. Ngồi trước chị Linh này cứ ngồi gần rất là dịch Covid chết luôn. Thì tao với mi chắc cũng được 32 mét rồi còn chi nữa. À vô đây chi còn mạng mà bắt nhỉ. Cứ bắt thì cô mạng. Chi cô nói thì phải nghe. Bật mạng lên. Giờ yeah, xoay tròn. Ủa chứ ông trước ông. Rồi ông trước ông nó ra cái bạc kinh mà chạy vô đây à. Cứ quay người ngõ đây chứ tao có trong nhánh chỗ nhà mô ra lâu rồi. Mày lỡ tê kìa, tao đang ngồi lỡ buổi chiến ấy mà nắng quá mình tao lên, không ngồi mình được. Vừa hỏi biểu làm. Nắng quá tao không ngồi được tê. Ông cô chồng tối nay là về bà nhớ bà nó chua ông xuống cái đất. Nắng quá không ngồi được tê đi. Không có mạng. Thôi tắt rồi. Tức là tôi lại xịt ra lỡ đằng sau nhà tôi nó ngồi chứ không có mạng để bắt. Mình nói ông ấy là cẩn thận về hôm nay là kiểu chi bà ông chua xuống cái cầm giường. Ông nó biểu là thôi tôi xuống cho nịnh. Tí là được đấy mà. Hết chưa cháu? Ngát riêu hai cột đấy thôi. À, điểm viền chạc. Tối chạc. Em cứ nhìn này mấy con thì thế nào hồi à. Bác tỉnh cũng nhét tiền vào ống luồng nhưng mà quên. Đúng không? Bảy ai cái ni, bảy ai cái ni chạc à, điểm tay cắm được không? Phải cua chứ nhỉ? Rút cái đứa ra. Cái kim mồm cái ni á. Rồi cắm cái nhỏ vô cái chỗ nhỏ. Mình phải hút sạc. Không có cục sạc. Cái cục cái tua tua vô cái củ đây. Cái tua 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 nhưng mà không đem đây. Đem về mình nhà luôn chi. Hả? Đang nhà. Đây, đang còn cái này chứ. Ô đem viền rồi. Tí đem về nhà. Chiều về sáng được. Đúng nhỉ. Đi ăn đi nhậu cả ngày tao đéo thèm nuôi lịch cái lạnh nhỉ. Bảy ơi. Láo tét. Đào cân sung, Nam mày đang lua đi lua cái. Chạy xe ra nhà chạy mà lấy cái sạc cày vô đào có một tí thôi. Tính vốn bới mà. Đang mà em lại cũng rất là khổ đấy nhỉ. Anh tính quân cân sung đang để đẹp mi lại muốn đào mất thì. Nhà bác ở đằng sau bếp có một cân bằng cái chân. Vừa nói vừa là đậu nan đừng lên lấy nữa mà ông nó bới bây giờ lại mời. Lại điều luôn các bạn là sao? Điều mà. Lô. Không có bạn rồi. Không không hôm nay không có tiền đi mồ.
biết đấy. Ta sáng nay quay ở nhà đó. Dạ. Vợ ở nhà. Mô lại mang cô lên đây, mặc quần áo xong rồi cái mưa cái này thôi. Đi lên Bắc Linh chơi anh Lộc. Có lọc chứ không. Cô Yến nó làm bị nó làm nhanh mà làm không nữa. Mê nọc ra. Hộ tê hành cho bác đứng lên đủ bái đủ vui luôn. Cái đây là chị Yến đây em khấn nôm khấn nữa thôi. Cái trùng khảo đất thì cứ là được rồi. Đúng không? Đó là lãng phí. Mình vừa mượn thầy lớn thì mình ăn. Người ta cúng kiến tử tiên nữa rồi đoàn hoàng rứa mà mình những lúc người ta cái chi cái lại chống nước ta cười. Cái thầy cô nhìn cười chứ. Cái thầy cô nữ đó mà thầy bối mà trời cũng đi bủa chồng bủa con bủa cả bát hương đi theo trai để chứ không? Ai? Bên nữ ở nhà. Ừ. Bủa chồng ư? Ở đâu? Mới bữa gần đây này. Theo cái ông đứa Tân Ninh ạ, tao thấy những người thằng đi hội cùng đứa nuôi chứ tao biết chê. Bà rõ đang nữ nhiều tuổi mà đang còn đa nức đa bà. Bà đẹp lắm, bà sinh năm 78. Thấy cũng cùng thầy đó, cùng thầy đi với nhau nói chuyện. Có thật hay không biết. Thầy đứt rẽ ăn chết nhau mất ạ. Coi có đổ cái gậy rơi điện thoại để xịt cái gậy ra. Nói mà hay là lộ ra cháu nào cũng xuống thăm cháu Liên. Chả là trên nước vừa đi hát. Ôi trời. Ôi trời. Đấy. Tính mở ơi. Cảnh nè. Mày đào đi viện cái tuôi. Chết đang được con cứ rẽn. Cứ rẽ nữa còn chết trăng được. Cắm mày ra. Thằng đấy rủi mạnh nhỉ. Rút một cái rẽ sâu giúp mà bạn rút lên được. Không biết cái bao cái ví có tiền hay không mà đi rồng căng thứ hai. Khô mồm nhỉ. Cái bao nam mà đi căng cực đó. Thôi lấy cái gầu này múc cái ví tôi phải nhúng tặng. Tặng tia đi ạ. Chờ uống một bút răng lắm, kẹo răng đau kinh. À thôi chắc cũng còn Trung Quốc 5.000 còn có 5.000 rồi Trung Quốc 2 chồng. Đấy, lại lấy mà sinh rồi đấy. Còn với mà nó là cái mà nó mà nhập môn ta đang miếu mi bữa nay cái đích quần có cái chim mà tua chứ. Nhưng mà bà anh nói ý mà ở đây. Đây này, cái bao quần ví đó. Không biết có cái chim bữa nay tua chứ không biết nữa. Nói mà không hiểu rồi. Nói ý mà ở đây. Nhập môn mà chả thấy luôn. Cái bài nắng chứ bữa nay mát. Hôm qua lại mua cái điện thoại mới đi. Đó bây giờ đánh đầu đít cái lấy vào dùng cuối lấy mưa hai chồng này. Giờ này từ nãy anh thấy số của thì tôi chưa rồi. Mình chọn 10 tôi nhất là 9 tôi. Mở nghèo lắm nào mà mình có tiền mình cho mở vai cái này. Giống như à, chắc còn 10 mấy nghìn mà vai không. Phải chào ấy. Hay là đánh 10 đi nhìn 10 tôi nhất đi. Bà dùng cuối thôi 10 tôi có ăn được không nhờ. Bà Lin bữa nước ăn được không ạ? Bữa ăn được ăn rồi. Bướn bướn hồng đi nè, chọc trái ăn đi. Ăn được rồi, chọc trái nha. Chọn hai cái rồi mình rút đi. Rách mình tên rơi nước mắt ra rồi bay ạ. Rồi nha, tao cho tao rút ra rồi mi nữa nha. Thằng Thái đi nha, hôm qua đi người ta rút tiền thì rút dư dư đi cho mở lấy mấy đồng. Để cho mở hôm nay tôi nghèo, rớt mùng tơi, rơi nước mắt ra. Đúng 4 triệu thôi chứ tưởng mua lấy điện thoại có 3.7 triệu thôi nên rút 4 triệu là đã có dư nữa rồi. Ăn đi đông đi. À, mở trả tiền cho anh cô đi hôm qua để anh nói nha. Nói cái gì ra, tôi nói cái gì? Anh cô mê tiền đấy bác ạ. Qua mình tôi có chức vay tiền đấy. Sao nó còn tiền đấy này? Giả khổ với tôi ở đây, đứa, lại 200 mua nữa nữa. 200 nữa này, cái gì trả 3 cho. Nên đưa 3. Giữ thì gì cứ cầm đi. Không quên lỡ đến chiều đấy, có đứa mồm mồi hắn uống rượu cái lại đi luôn. Ồ, tiền bọn qua kiểu bọn ấy chín tiền ấy chi. Ồ, cái bữa này nhiều nước lắm, ngon cực, nhưng mà có cái chua. Ba xuống cuối nơi ăn này. Không có đau. Ba xuống cuối đánh chi mình cầm nhất ăn này. Chứ cuối, mà mình tóc cuối tóc thì đã mua mình chọn đi mày. Dạ. Ờ, chín là cao nhất. Đa mô bữa đấy. Cao nhất. Lấy 10.000 chứ lại lấy đầu. Chứ đòi đâu đi cao điểm nó lấy đầu đi mô. Anh cao điểm thì tôi đưa tờ này cho anh. Tôi bị ngọ à. Loại hay trú mà để đưa đây. Đây. Đem đây, đem đây. Em chưa anh giải nuôi kìa có bướm hương để test đi. Để test. Rơi rồi, rơi xuống đất rồi đó. Không phải rơi mô, nhưng mình thấy lặt trên rơi đi nha, chứ không phải thím chọc mô nha. Cái này mà ăn bướm chắc khát nước lắm.
Ôi, nghèo, ăn bữa đi hết khát nước ngu cực. Bữa ăn à? Bữa đi là để ăn đúng không? Giải để dành mãi. Đúng rồi, giải đến nơi chưa quay rồi, còn lấy bữa này đi thì chết. Cái bữa mà tròn quá chứ anh giải thì bữa đến Tết đấy được lên. Tết, đến Tết. Anh giải vừa ăn Tết xuông mà. Anh nói thẳng mặt lên. Anh nói thẳng mặt lên. Anh bữa đến Tết đấy. Vừa ăn Tết xuông mà lấy bữa lại đến Tết. Giải ơi, cho này bữa đi liền, cho này cái điểm chân. Mẹ bà mới có bất ngăn. Nhìn lên lên hết, ảnh đi chân. Tao bây giờ hai cái liền tao đi cho bố dĩ cao đống vậy tao biết cũng bỏ. Bữa rồi em mua phải mà hôm vừa rồi đi tìm. Anh giải ơi. Các anh giải. Cắt hết đám cua này đi để mai bữa tay xin hạt đậu về đây cút lên chồng đậu điên lấy cái ăn. Cơm gà. Gà ăn hết. Mùa nhà nó chè. Gà ăn hết. Gà này. Thả công nhận bữa này nặng nhỉ, ruột tua. Nước không? Có cái là chua. Chua lắm à? Như ăn người ăn được thì rất là nguồn. Mình không ăn chua được. Chua thì con đang kêu khô mồm chứ ăn nữa. Mình đang kêu khô mồm. Cái rồi con ăn gì chi? Được. Không ăn đừng nhá nó lửng. Cô giờ chỉ uống nước thôi. Cứ loại muốn mít ỉa ra muốn mít luôn. À quên muốn bướn đây này. Ỉa đang ra muốn được muốn tiếp thôi. Vô nó cũng phải nghiền sơ sơ. Bếp thì bác tỉnh chờ. Bắn hết cái ai chẳng nước chắc chắn nó rỗng. Chua lại nhé. Này mà như bác Yến này ngay cũng được mấy ca cũng luôn đấy nha. Đi nha. Nhiều tiền không một giày? Lấy có 300 thôi, nhưng mà các nhà khác lấy khác đi. 300 đi nhà khác. 300 nữa thôi. Nhà khác cũng phải 500 đấy. Sứ Thành, Hải ơi. Kiểu đi là có buổi sớm mà nếu mà đông xô thì cũng tầm được 3 nhà thì cũng mấy tiền. Hải ạ. Kiểu đi ta hoặc cái nghề nữa. Dạy cái màn hình. Có người phụ với nhau được không? Thì ai biết được thầy hay bà lúc khi nữa mình cũng tùy cơ ứng biến, mình cũng nhanh nhắt mình không được la rồi hú rồi hí ai biết được không thì tình tình ai biết được rằng cứ hà la với hú có nhà lạ lạ anh lấy 700 đó là nằm đi bà một lấy vô tội lấy bộ tội bà đấy chứ bà hộ thì đó trước cả mình một mình chim mà thầy nếm này cho cô thằng quân nuôi là thầy Hồng hay là cái chi đó xuống đi lại được ít thời gian cái này cũng lên thầy luôn đó, thầy Khánh à, bán Khánh. Bán cho ít cái thử cái có chủ hay không đây thầy Khánh xuống cây đó thời gian cũng lên thầy giờ đốt ngựa đốt pháo chi là thế lên ố chị Hương ơi ăn miếng cho anh thanh giọng nói chuyện nhân đã phang cổ trẻ yêu thương đã chào chua bữa hồng ninh mà cái ruột nó nặng thật đấy nước cả là nước đi nhiều đấy lắm vâng nhiều lắm mà hồng ninh đi là không quán đây ăn chưa hết lượt lại ra hòa chi 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 chứ mà anh cô vừa mua chưa mua ngủ dậy cũng ra chồng quá anh ăn cũng quá đó dành cho Tết nhưng Tết chỉ quá bán không ăn thua lần ra lượt hai rồi đấy hồng ninh á cái thằng này bán cho hai á cái thằng này mẹ cho bán được 1,5 triệu tiền bún Nam ơi chào. Này bác tỉnh nghe bác có mặn miếng cho thanh giọng không bác tỉnh tao ăn tao giờ chỉ đôi tao giờ thích ăn anh sáu rồi anh sáu đang chờ chờ khỏe thật rằng nhưng bác tính không biết đi xe đạp nhờ đi được mà hồi trước cho bác còn đi bộ không chị hồi trước mà ấn thấy bác tính đi xe rồi mà cuối bộ lại biết đi xe bác ạ à?
mà có bố lại biết đang đi xe. Thôi như mẹ cháu mà hút à quên. Xe thì viền đến ngõ. Cái không chịu xuống xe mà cứ đứng trên xe với cái bố cái xong chả dám đi xe đấy sợ. Xe đạp á? Giống mấy toán đi xe đạp không mình cũng tẩy cẳng nữa chi. Chưa, chờ có đi bộ cũng bị tai nạn. Người ta nhưng một lần bác khóc cổ để là cái nghiệp của hết đứa là mấy chúng kia ta không bao giờ đâu, cái nào không bao giờ là chúng khóc cổ không. Những cái hàng nhà là bởi vì mấy chúng kia những lòng dần như lòng ở đây cũng có người không là cũng phải đắc chưa qua chứ. Là đi ba bốn cái ngã ba lần đấy mà đi bằng cái ô tô, đằng đứng cái lên bác ơi, mình về bác không nữa, bác nó hồ. Bác đây cũng nhìn cho ngáp á. Thì là bác toán là bị trốn cái đa nhà ông Tưng à? Có hàng như bờ hồ nha chứ. Đằng đồng đồng xuống. Nó cũng là cái đằng đồng thắng đi ngược lên đằng cái đó cầu vũ. Được trên trên anh ơi, con đi xe đạp mà bị thằng đi ngược chiều tông mà chết tại chỗ luôn à. Chọt ra chả chết. Đi xe đứng luôn, đi xe đạp nằm nhà mà tự nhiên xe chữa xăng lần cái mua nhà cái chết luôn đi để... Nó còn hơi cái mắm chua này. Đâm tiền thiếu chi, cái nhà mà sát đường cũng lọ. Cái này chết trả này, cái đứa này gọi là chết có số chứ còn kể như bị đi tai nạn đấy đò thì ở nhà đang ngủ nhà. Ở trong nhà người ta vẫn hút chứ là. Đi đó là đang ngủ nhà chết mấy mấy người. Chết cả mấy người trong nhà đang ngủ luôn đó. Cái đứa trả là số chứ là chi. Thì đúng đang ngủ không chết thì đúng cái gì. Đang ngủ mà cũng chết. Số quá điên nè. Ngủ không chết. Ngủ chết luôn. Chỉ có cái bà đang đi mua cái bánh mì ăn. Vừa mới cắm được miếng xe ấn hút vô thẳng cái xe bánh mì luôn. Cái bà đang đứng ăn bánh mì chết tôi luôn. Đã không bằng hôm qua anh nhìn là ba đi uống rượu về thế là mở cái phay. Nên mà quy uống rượu. Mở phay đây. Này. Tự nhiên uống xong về nhà lại mở phay ra qua cái chỗ ở bên Hoàng Hóa đó. Cái vụ ở bên Hoàng Hóa là cái ông mô mà đi lúc mà 9 đến 10 giờ đêm á. À, công tân ơi chứ nè. Ừ, bị xong bắt đầu hắn tôi cho đông mô đó cái gì công an mang đi chôn luôn, công an đem đi chôn luôn đó. Bắt đầu về lại nuôi tua chứ. Chứ bà lặng ra lại đứng chỉ đây em đọc cho bà lặng nghe, em đọc nhanh em đọc cho bà lặng nghe. Anh nhìn thấy rượu á? Ý là ông ấy uống rượu về, ông ấy đọc lên cái phê đứa thì bà lặng ra. Lại chết là đem đi chôn luôn, cho mất tang à? Không biết là cái tại răng mà tự nhiên. Sao mà công an lại đem đi chôn luôn? Hắn đem đi chôn luôn, hắn cũng không thông báo. Đó là đến khi nữa rồi, đến mà nhà người ta không thấy người đi tìm mà ông không có thông báo. Rồi đến khi người ta mách cho là hôm qua có vụ tai nạn đó. Rồi đến công an đó quay hình thì nhận ra là người nhà mình mà. Thành ra là không hiểu là do là trận bia bết hết nát hết đó. Nên là đem đi chôn luôn mà đem đi ngay trong đêm. Công an này nhiệt tình quá. Rồi, là công an nó thông đồng cái thằng xe tải à. Công an là đi là quay trần. Cái đó nha. Cái đó bắt đền ngược lại công an là bây giờ các người thủ tiêu của nhà tôi. Công an quay trần. Không biết là sinh năm 63 hay là 68 nha. À, ông nó sinh năm 63 và ông nó sinh năm 68. Dạ. Rất là anh em về lại nuôi. Rất là Nguyên đang ngồi trên nhà bác uống rượu trên đứa mà. Về rất là Nguyên lợn thấy nuôi tua. Nuôi tua lại tưởng là anh em về với cháu đây. Lên rửa đây. Hai vợ chồng với nhau đây lại kêu bà vì ông Nguyên đang ngồi đấy mà đi. Lại biểu là mau xuống đi, không có hình như ông Nguyên đang đánh nhau với mấy bà Linh. Rất là bà vì lại chạy bộ chạy vàng xuống. Thằng Nguyên thì bé hàng bông chạy bộ sang nè. Nếu là còn bà My thì chạy vội kéo cả hàng gạo nó xuống. Đó là xuống chắc là xuống thế mình với bà lại đang ngồi đủ lắm. Nghe ổn định chứ bác còn chán. Nghe ổn định. Mình đi vậy cũng mà nó. Chắc biết tính không dám vào đây rồi. Chạy đi rồi. Mua rồi. Anh Túng là anh báo rồi đó. Anh Túng là bên biểu là bên thiếp nhà ba mình nó viên rồi.
đi ra đứa cho người quay thử rồi để Viền đội hình ta quay xấu lắm rồi để Viền bóc đây ra Viền nó đi những quán tê đi quán mới là đi những quán tê đi nghe chưa anh biết chở anh quay xấu lắm rồi đứa anh mới tám con bảy nghe nhà anh con bảy nghe đó anh đứa đây quay xấu lắm rồi anh nghĩ là tím nhà bán đi đứng tê đây anh tím anh đi nên là tiền nó bậu nữa con tím nó bán hả ở Hưng Yên đó quê ngoại thì bác ở Hưng Yên quê ngoại Hưng Yên đang nhiều mãi đấy nhãn trục lọc đây chi rồi đó không đúng chạy trục lọc ấy kẻ phải chi đôi đây mỗi người mỗi chi hút cho thơm ở dưới hồi sáng cái bao ở dưới đây ai cầm hút quá còn ai vào đây nữa mẹ hồi sáng ăn chưa cầm tiền thiếu chi sáng cái mới hồng nhìn chạy bao nhìn nha Viền cái xé ra cái chạy cầm Viền đó chi chạy cầm đúng không ý là lúc thì em đang xé cái bao mới đang ngồi chạy mà lúc chạy đi mua thuốc với lại cái chi tiền đó cái xong rồi em mới để bàn nó luôn mấy ông đi vô đi ra hút mãi hết cả bao thuốc của em tiếp mua một chiếc em à em á là em biết hai bên này thôi chứ mợ đi quay lấy khoảng tuần tao mua tao không điện thoại hư rồi tao mua cái mới tao kiếm lấy phần ba cái điện thoại thôi thế dưới em cũng có đi được nhiều mô đi công ty hắn nghỉ em đi màn công ty đấy chứ có cái công ty thất nghiệp không có việc thời gian đi nghỉ rồi điện thoại thì hư ra mùa lên đừng qua cái ni mà mở mình rắm lên một phát nữa thì đúng là chỉ có nát bét thôi nhưng mà sinh ra để ta nói mi này mi sai là mi cho bà sinh mà nó đi quay mi để bà nó đi quay có bao nhiêu bí mật của ông trước tao ngồi tao kể hết lý do gì mà sai lầm với ông trước bà cứ mặn như thế là chồng tôi hiền như chồng bà nên rồi cứ viền bới được đấy hả người ta nuôi trời ơi chồng bà mới bới được chứ còn chồng tôi mà bới được đó hả mới về nhớ bán mạng liền mới về mới nó anh nin và chống bắt hết rồi đấy bác ạ nin mình trái pháp luật người ta bị bắt hết rồi đấy ai có gan thì đi rồi cháu cháu những cái ông nghỉ nhanh gan nhảy cái ghê được thấy không bà sinh vừa đi phát ông trước ông nó không đi nữa ông nó để cho nữa quay thiếu đồng vô nhỉ lại quay ra đồng vô cùng chắc ở đây à ta chuẩn bị đủ rồi đó bậy ạ đủ để Viền ta đi góc lùng mình nghe tay trái mình quay đến 6 giờ có được không nhỉ 6 giờ tối ai đi cố bị chạy 6 giờ kiếm 10 mi được cái chưa hai cái à chiều nay được hai ô nay mày xịt tí đi ngô thấy ngược giáo à cháu quay còn 23 phút nữa là đầy 2 tiếng rồi một cái là quay cái nữa ý là quay cái nữa là đến 6 giờ kiếm 10 là xong hai cái rồi là hai cây trời 6 giờ là 3 cây ừ ý là nếu mà quay được đến 6 giờ kiếm 10 là mình được 3 cây trời tún thôi chứ còn chạy quay mua thì quay đi kinh hơn tún trời chỉ có kinh là trời tối trời thôi tối trời mình không quay được vì bữa nay trời mưa được sắp được kia mà đầy nghỉ em sắp đủ rồi năm cái mà quay cả buổi trưa luôn đấy bác trưa nay chưa được ăn cơm chưa lại ăn xôi rồi mình lấy đấy mà ăn đang còn thừa nữa bữa nay bà Linh đưa chua lọc sang ăn lọc nên không phiền ăn cơm dạ vâng em đang quay cái thứ năm này chứ bà ăn cái thứ năm mình chi ôi trời chứ mà trời là còn kêu em rồi tao phiền ăn cơm này tao nấu cháo cho mi này tao rửa bát này mặn tất tần tật giặt quần áo này đủ đủ các việc tao còn lên tao nằm vía được khoảng 3-4 phút thôi. Em còn chẳng ghi nhớ. Quay đồng hồ đã 1 giờ mười mấy mấy tiếng là 1 giờ 15 phút rồi mà tao vẫn chi mong kỷ niệm đồng hồ chuyến đi. Mà cũng quay về lấy quay đến 6 giờ. Mời chả đến 6 giờ kể cả mời quay cái tệ không đến 6 giờ. Kiểu đang mít thì chú bảy. Đi. Có muối này, muối Tân Ninh. Ồ, nhà mợ có muối Tây Ninh bây ạ. Lấy mồ. Ở nhà bà
cô ăn đán không? Vâng. Ăn luôn, có đi. Anh vâng. Năm cây, bảy cây, năm bảy ba năm. Xin chứ mà qua cây nữa là 6 cây chứ đang lại 5. Anh đâu qua đang quay giữa. Con phố ta. Qua đang quay giữa hết pin. Sớm nay tao tức mà tao cầm cái áo tao quàng mất, tao đeo quài nữa sắt đi. Lấy cái khác mặc. Vừa đem ra biểu là bấm quay tiếp cái ông nữa. Lầu bầu cái vật lộn quài. Mày cũng máu không nhờ. Ông đi nhà tao mà rất luôn. Ông đi nhà tao mà nước kiểu đứa là ông nó chua điện thoại xuống đất rồi đấy. Cảm vứt luôn cái áo vô chảo đi mặc cầm cái tôi ra ngó tôi ngồi đấy. Ông đi nha. Tức mấy tức là ông nếu mà lầu bầu cái là bắt đầu mình qua lại mình nói anh em mà sớt đi là ông nó im mà mình lầu bầu phát là ông nó chua luôn khô lê hớp cảm quay luôn vứt luôn ngồi đó mà không ông đó mà. Nhưng mà lúc mà ông đó là người có tội thì mình hung thoại quên cả mái luôn. Có tội thì mình chi được còn tự nhiên mà lầu bầu với ông đó thì thôi rồi ông nó chua lên bằng tờ cân ông nó lấy. Nếu mà ông nó nhún cho mà nghe. Nhà anh chỗ lại đang chết cá. Chết mê rồi. Qua nhà từ nhà chị Linh mà ra. Lây. Lây dịch người. À bữa trước kia dịch tay xanh chán rồi đến dịch. Dịch người. H1 rồi đến chờ đến cái chi cúng người 19 là chờ đến cá. Dịch cá. 21. Cá từ nhà anh Linh mà ra hết. Mèo mất rồi, đúng mất thật rồi, không thấy viền nữa rồi. Bạn là chị Linh tại vì cái năng tức ở với con cá này thì chồng toàn chăm nuôi cho cá nhiều hơn mình. Đem thuốc đổ xuống ao. Cá chết tôi hết. Bắt luôn đi mở. À đúng rồi trời. Còn nó bắt lại không mà mở không thấy viền nữa nha. Mở viền bắt. Mở mình nghĩ rằng mà tao lại ghen với cá một con vật nữa. Chắc. Qua không thấy bóng ăn cơm mà không thấy mấy bữa ăn cơm mới ra tê. Con mèo nó dưới bắt chuột từ hồi qua hơn nha. Không quần bóng quần chuột, lỏ không mất hồn. Mà chờ mà mất rồi cũng gay đấy. Vừa mất ăn này rồi vừa nó lại mất người không người bắt ông biểu không cho ăn thịt mò, ông biểu chết thì bất thời không cho ăn thịt mò. Ai? Tao mà kiếm được con mèo cuốn hắn là viền tao bắt chua bay đem viền đi nó ăn thịt. Ông còn lâu chua hôm qua cho nói đâu, không mà biểu mất ông biết ăn được. Chứ đưa mất rồi chờ biết răng chờ ăn thịt không lâu ăn, không ăn thì người ta mất rồi trời ạ à, con mèo đến hơn 2 cân to lắm mà đang biểu quân nó biểu kiếm con mèo quân mà khi nồng chắc thì dỡ hôm nay cho có đi mà bắt mất rồi còn chạy con mèo đẹp mèo nguồn con đi đang biểu ăn thịt đường chút con đang lua lua này là chưa lên nữa con ngan đổi con chúa đó chị con ngan đổi con chúa giá quá cao quá đắt nhà anh cu nha bọn mô ngu thật nhìn đúng là đem 1.000 nhìn lại đem 1.000 như đồ chúa rõ tôi chứ bọn năm răng đấy kiểu chi mà lấy mặt chứ chúa mua phải nếu mà bán 1.000.000 bạc hơn cầm mồm mình cầm mồm cầm ngàn đi cứ tầm 300 chứ mấy nhờ lại đổi được 300 ngàn 300 ai mua ngàn con ngàn to cho con ngàn 5 cân đi không 300 đây tao ăn hành những người kinh nhá em vắng một bờ vai 5 cân này. Không đến 300 nó đúng cái 15.000 năm mua nước đi làm tiền đây làm tiền đây chỉ còn 17.000 thôi không đủ cái ví tôi mà rớt mà tôi cũng 15.000 thôi. Vì dở, có 200 chảnh đi. 200 chảnh thì tôi lấy tôi thún lại 5.000 nữa. Tôi đưa 10.000 thôi. Tôi đưa 10.000 đi được rồi. Mua cho điện cho anh tính, chơi đẹp anh tính luôn. Trời. Con tính thang khóc như ngày. Chắc được với tôi. Đây là tiền cúng mua nhà chị Linh sớm. Quý đến nè. Sao sớm có lên mà là tiền cúng sớm. Như nãy lạch, nãy bởi lạch được chắc được 10.000. Vậy ai? Mới tình luôn á. Vừa mới mua trên mãi lên dân lực cái mua cái ví đi mở mấy là gần gì mà. Bạn anh cô lên mãi dân lực mua được 2 quần slip. Slip cái gì? Cái mỏng này con sim. Con sim. Chán đấy.
Ui con nhổ quá. Lại để tôi. Tại vì mình chả nhất lại gặp một quán con tê mua nước mà không bán nhỉ. Đấy, bắt đầu cô ngăn mua đây cô mãi lọc, mãi lên lại bố mua lại giống anh Tĩnh đấy để giống anh Tĩnh cứ rút tiền lên trá lên chê đi cái lại bố mới đây dòng na lại bố vô mới thật vậy ta à hư muốn không à hư không uống là còn bảy người gì nữa uống à chỉ sáu nữa mặt lốc quý đen đâu năm nghìn rồi hậu thế thì ngược lên hết rồi. Mình đi ngược nhưng mà ba đó kiểu chi tao bị chặn đầu ba. Chơi đẹp luôn ý, mình chơi mấy mình chơi đẹp với họ luôn. Thế nào đi đây không bị chặn chấn lại thì đúng là. Đúng thật luôn. Chê. Bữa nay ba chọc người hai chọc anh hai chọc khoảng là bảy chọc. Hai chọc một. Thiếu 5.000 thôi cả 2 giờ. 5.000 thôi, 5.000 được luôn đi nào mà chị. Đây là tao còn 3.000 hay 4.000 tiền lẻ này. Còn để 10.000 tao mua thuốc đấy. Thuốc không thiếu. Không, không, không. Chứ lỡ mai anh mới bậy đi cho khắc cái tao giống hôm qua cái ngò bơ mổ hết à. Bơ mổ luôn hả? Mổ thầm nước bơ cái chi. Đây còn 4.000 này. Rồi bữa tê rồi bữa tè rồi những ngày tháng sau này rồi hút bằng cái chi. Thôi đừng uống nữa, cắt đi để đưa. Tao nhà nó không đủ hút thì đâu. Ở nhà nó thích nó đủ hút đi bữa tê, bữa tè, bữa tịt. Đâu luôn. Trời ơi thúc lòng lên chi đôi nè. Chị ba, công tôi lấy nữa, công tôi lấy nữa. Mày chỉ việc buộc ra không? Công tôi truyền xuống anh nhìn xuống nữa. Dạ. Tôi truyền nữa. Anh có lấy cái đoài nhạc nữa thì tao ra tao đi mua một chai mà chú. Ừ, được. Tại anh đang thuốc bữa tê bữa tịt nữa này. Uống mày như tôi cũng chả xin. Đi đây. Thế thôi tao mới là nhà văn hóa của anh. Chỉ có 2 triệu với 15.000 mặt với bánh của anh nữa. Nam được đi theo chưa? Đã nghèo Nam gần điện bản lên như vậy. Đâu nào đi cái chai đi cái bữa ông bản đúng rồi đúng không? Đấy là biết con người hết răng rồi đấy. Rồi. Mà anh Tĩnh nó không có nước rồi, anh khi luôn anh biển luôn. Lại đứng tên hát. Mô nhạc này. Nhớ không? Nên lúc nó anh nhiễm họp bàn cái chạy để vô giả vờ đi vô tay phone mua giá tiết. Cái gì? Đang lúc anh nhiễm họp bàn chạy lại điêu nhất cái tay phone của tai đã biết biết rồi đấy. Cái này cái gầu của anh Tĩnh à của anh Giải này úp mà đây đi. Hơi sai rồi thì sai rồi. Vì để đúng nguyên viện cho anh câu ra tí tự anh đổ mình còn rơi. À chúng mình đến mùa hè là cũng biết ăn màu như chúa chậm rồi đâu. Hết hè cái lại bắt đầu lại đến 34/1 năm, hết tháng 5, 1 tháng 6, 6 đến rằm tháng 7, đến trung thu. Trung thu rồi đến 9 rồi đến ngày gì không? Tháng 10 có 20 tháng 10. 11 là 20 tháng 11, cái lại đến Tết. Tháng 9 là đúng, tháng 9. Đến Tết mau nhờ. Đã đến Tết được không? Vậy sinh tháng mới mà mình phải tự đích sinh nhật rồi. Rồi, mình cũng nhớ tháng 1. Ly này gạo nếp nhà bà mua hay là gạo nếp nó mà ngon nhỉ? Xin. Ngon nhưng mà đồ xôi hơi ít nước. Nếp như kiểu nếp Thái nhỉ? Mỡ mỡ. À, nó đồ chứ chi phải nấu. Đồ mà. Đồ chỉ đến nơi. Cứ ngâm gạo rồi không chỉ là nấu nước nốt mà ngâm. Nếp nó không phải là nếp của ta. Chắc qua thì mà gạo chắc ngâm nước lạnh. Cái gì ạ? Nếp phải ngâm nước nốt. Nó mình ngâm vài tiếng thôi, ngâm cái đêm qua là ngâm xuống mà ngâm cái mai này được về đồ cái nâu. Cái đồ nó khô lắm. Vậy là ngâm cắm đẩy nước đi rồi khi mà đồ nó chín hơi thôi mà có hơi được chín là mình chưa đủ đẩy nước thì nó cứng. Mày mà đây mày bỏ cái
Cái đó bán được á chị? Bán này trước cổng trường cấp 1, cấp 2 chứ. Cấp 2. Xúc xích, chạy mà là ít xúc xích với ít nước, cái thương tí bán được. Bán xúc xích cá viên chim. Anh Nhi không biết cái gì, còn người lớn người ta nói chuyện. Với lại ở cổng công ty cái bà nữa nha, bán cứ bữa khoảng độ chắc cũng đến chục ống, nhưng mà bán nhạy lắm chị, lúc là hết. Với cái bánh cọc, mấy cái bánh xèo nữa, cái xúc xích cứ 7-8 nghìn cái xúc xích đấy này, người ta dán lên chị. Với lại nước, còn cái cả bọn công ty thanh niên mà không thanh niên, các bà già dài cũng cứ vô cứ bảng cái xúc xích ăn, những người không ăn sáng ở nhà đây đa số là ăn cái xúc xích nhiều. Cái xúc xích ăn là tạm được rồi, cứ người cái chọc người như mợ nữa thì có chắc người ta khuất ngày khuất rong khuất rã ăn sáng ăn cơm ở nhà rồi, còn xúc cơm của cô đem đi ăn buổi trưa nữa thì đúng rồi. Chắc người ta nó cũng chịu. Thì cho mình đi lặt từ thu rồi. Như chị Linh thế này, người ta mới cười niềm nở cho cặp mở, đúng rồi, cũng chảy nước mắt rồi. Cặp mở chắc người ta chảy nước mắt. Mười mấy năm mà bác không biết một bát phở hay là cái bát nóng lòng hay là cái gì ra. Nhưng mà cái quân đến sau nhà, quân mở nhà hàng, cái tuổi mới mấy tuổi, tuổi trong bay như này, cứ thấm mai đi. Thì mạnh mạnh vô thấy nhà hàng chưa nấu chi là anh ra, anh cứ đứa hủ nệ, anh mạnh bát phở, bát cháu lòng, bát muốn vô nan đồng, và tao hỏi người đồng hồ chào, chứ quân đi xứng thật đấy không. Mình đi mành mười mấy năm không biết bắt cháu lòng được răng. Thế là tại mình không ăn. Tức là mình biết rồi đấy. Chờ đấy, biểu mà chờ. Dì mấy chục tuổi rồi nha. Dì hóa con sinh đây này. Anh đi làm tháng 4-5 triệu, có tháng này 7 triệu. Mà anh đã biết bán cho bác cháu lòng hay chưa? 7 triệu 2 tháng. 7 triệu 2 tháng. Nhưng mà cháu ở nhà nha, cháu không kiếm được người mua. Nhưng ít ra tháng cháu không được 3 hoặc 2 bát. 4, Linh đó, 30 người ta nghìn. Bán hàng người ta thấy người ta mới niềm nở, người ta cười. Đúng, đúng thôi. Giống như vậy, vậy đến 15 ta nhà, đến làng, đến đúng, cái chỗ mua người ta cũng chào, niềm nở lắm. À, mà cũng hay. Cháu đi xuống chợ gốm mà không có tiền, họ cứ nài mua. Có người, những người là nài vậy thôi, lấy tiền đây mà đi chợ. Một bữa tao đi cắt. Thì cắt ra đến Đồng Tân. Tí lật ghế mà. Ra đến Đồng Tân lật lại mưa không cắt được, tao quay lên chợ gốm. Một không mấy bà đang đứng, tức là thấy anh Hống viền, ô rồi này của anh Hống này, ô rồi mà tụi đi cắt ế đây này, đã đuối lắm rồi, đi để vừa về đứng xét người mới cho tôi lên nhìn bà cũng ngày nữa nhìn ăn bánh đúc, anh biểu à, tao có toàn tiền tua, tao không có tiền mua, chào, động cả bác tỉnh đây nữa, đúng là bà cứ để bỏng tỉnh lên, tới cái ngày nữa. Từ cái ngày đi qua đến khi chết mới đem đi được mày. Mà bán cái từ lương bán không là lương từ khi đó đến giờ này. Bán không đi có lương về đi bán ở đây ngoài thành phố miền đang đạp cái xe đạp, có cái túi quế quắc cỡ đi đông xe đạp. Đi từ khi sáng sớm là bán. Đúng gì bác toàn tiền tua. Bác toàn tiền tua. Trời ơi cho bác là bán lại cái gì thún lại đâu. Như này không lẽ tua cả tờ. Mình rất nghĩ mà bà anh đem tiền tua mà chi cho con cháu đi có để đến mặt nữa đây. Sao bác bị bắt thì đổi mới gì nữa, bác giận mặt lại ngay. Vậy chú thật biểu anh còn vài triệu, anh để có tiền hết mọt, anh ăn mất hết mục hết tiền đi. Bác nghĩ, thôi quên đi chú, tao mới đổi lại tiền mới hết rồi. Rau gì? Cá mập. Chút ngay rau này. Cá với mập, cái loại mập có chua em nhé không ăn. Cái bữa trước mà đặt một mâm nhà hàng 800 nghìn của nhà Tân Lan, như bữa năm ngoái đi ăn liên hoan mà vô con mực nhá, xong mà con mực hắn lại không lấy cái mực điên ra, đó là hắn đem ra đĩa mình vỗ vô nồi lẩu sau gắp lên ăn, quân hắn vừa gắp lên hắn cắm cái mực điên xì điên rơi ra. Ôi trời, đó là người ta mực tươi người ta mới để rứa thôi. Chứ chắc là hắn lại đi mất rồi. Hôm nay nảo đây này, thớm nay này nảo đây. Nảo mua. Còn cầu đi. Ra. Chứ chờ nó mua được còn chi. Tìm được viền mặn thịt luôn. Nhắn đi mất quên đây. Không. Không ra. Mất đốc mồ. Ôi, nhà chị Linh kiếm mất cái bữa. Anh nãy rất là chắc là nói mấy bữa trước, người ta là không đi, bữa qua nhà vai, quân cứ bắn đi, chán rồi lại bắn. Nhà bay bắn đi, bắn viền, bắn đi.
Mà cháu con đi mang về từ xưa giờ Nga nó ngồi chờ bay. Bữa vừa rồi em về qua em về thấy chị Linh hay Nin, à anh Linh lai Nga đi chỗ ai biết ai đang. Chắc là anh Linh. Hôm qua đúng rồi đấy. Sao hôm nay lại thấy đậu đây này? Không, không à, vẫn đậu này. Cháu lại thấy cũng sớm qua đấy. Không biết. Nó đang thấy gì? Quần lau cái loại nhà vang hơi bị nhớ đấy. Anh đại bớt hết cá rau má này. Một công an chỉ mà xung quanh mỏm sưng hết khô, cả. Khô nhỉ? Lại ăn muối. Đáng lẽ chị Linh hôm nay hàn lông mạch chỉ mua lấy lớp nước như hai lớp nhỉ? Hàn lông mạch thì không mua nước thì chọn hồn cái gì? Thì mùa năm nay ra nhiều mít nhờ. Năm nay được 3 cân có mít này, cái cân thì năm nay biết được mấy trái thì. Cái cân ở đằng sau lưng ăn đúng nguồn không? Cân nó nguồn. Bị rồng răng các bạn lớn bây giờ mới thay răng. Thì anh Quang tìm tê mà anh tìm trước rồi, anh tìm trước phải đến 15 phút xong tan tê. Bố kìm vô vậy, đau, tìm bị đau à? Vâng, xong cái này lại lớn, tìm tê tìm vô. Mà cần hút cháy. 30 phút nữa. Xoay. Ngày em năm nay lại cũng ra được mấy trái rồi đó. Sớm à? Bữa đêm có trời mưa sầm sầm đấy. À, lên từ sớm. Thì con Việt đi. Ăn ăn cỏ nhà. Cái nhà bác rứa được cá này mời lên. Ờ bây giờ muốn hả 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 hả. Chứ còn thanh nhưng mà. Hôm nay hai anh em mày đợi tiếp mấy trưa đi. Mưa rơi thì đi muộn hơn. Đợi mãi nhà em đến lúc đi. Bố ở đây không quay à? Quay nhà. Đang ở mua nhà bắt chỗ ý à. Anh mới đỏ mà không thấy. Thì cứ dâm đi lên đến lỗ trạm bơm đây rồi. Đúng là ua ua, đúng là ua ngẩy răng đấy. Hai anh đợi từ sớm đến trời trời im đi đi qua đi. Đây là cái năm ngoái. Mấy năm đi Tết năm ngoái của thập điện lên vô chạy ơi. Dâm quên dâm chưa gửi Tết Quỳ Thanh chạy vô thì gửi dâm cái. Lại bữa này thương vô lên sang rồi thương này đi vô đây với nhà này đi gửi Tết cho cậu đi cái có cậu đi đẩy cô anh nó biểu à, chú gượng gửi rồi không lấy nữa chạy của nhà không đâu à, tao còn lại với nhà thờ trước tao với anh với nhà thờ trước rồi thì cho lại thấy cái phòng công đức cho đừng nói tao cũng thương này chỉ chờ đang chờ vô đây thôi thôi mẹ bữa 100 bạc ở đây nữa cho lại công đức có đến 100 bạc nữa này chúng đây với rõ thồng gì công đức thồng công đức ở nơi nhà thờ đó ơi thần cho đúng từ lúc mình đường nhà mới em chứ lên nhà mới em nhả khai nhà thờ bữa nhà thờ vẫn mình dập lắm đó là sang gửi Tết anh chú gần gửi rồi chứ một ai có tiền gây có phong bì đó có cái bút đó bỏ phong bì gây tiền gây gây được bỏ phòng công đức công đức biết là đi là nhũ cho anh đây thêm mấy đồng mấy đứa phòng bố một đứa từ hồi trước mình cũng chưa có công đức đồng mua một cái nhà thờ này đây chả có ai nghĩ làm mà đến không có nhà ăn chả có ai cỡ ai vậy đó anh cũng anh dần nhà đi có nuôi mà biết đây mà cũng chả để có biết gần thế đứa cũng chẳng là cũng chẳng để được đi chị mục nói sau anh nhầm bắt đầu nói cái gì bác nói đi bác cứ nói đi chú anh sợ mình nói thì có mấy anh gửi rõ là lên thôi mà mấy anh không gửi rõ biết nào mua mà lên đây anh tính cũng hay lắm đây đâu mới chọn cái này lên nó cơm ăn đúng không? Đấy, tính thành. Như thế á? Tính tuổi nên biết chăng hỏi cháu có biết không? Qua bên dùng hỏi, con nhà chạy nó một đứa nhà dùng, có một đứa nhà. Tao biết nhà quán bên. Tí tuổi nên lại cứ nghe người lớn nói chuyện. Việc của mi à? Việc của mi à? Hấp vô. Việc của mi à? Biết ai ra ai mà? Còn thành như đứa mấy đứa mà còn không biết. Cái tôi đứng đây tôi không lên không biết.
thấy không vậy anh? Nào em. Ngồi đây mà mùi nước đáy cũng mất giải. Mở loa nghe anh nhìn rõ đấy có được không nhỉ? Ừ, ngày bay đến thứ hai là phải đi màn rồi. Mở chắc chưa biết đến buổi mùa. Một công việc bận rộn. Nghĩa là lạnh nha. Hắn người Đài Loan chứ mà hắn lấy thì hắn ở bên Việt Nam ạ. Qua hai biển nè, 4 giờ rồi còn quay. Cái này chị có bây giờ chị cầm lấy sao? Thằng hai đến năm rưỡi thế. Rồi. Mà tới 12 giờ kém ngủ. Nam được mấy cái rồi? Được 3 cái. Mấy được có 3 cái rồi. Đang qua cái thứ tư. Có được 5 không? À, chắc không được. Nhìn chứ 7 triệu hay hơn nhỉ? Nhưng thấy cầm phát là lên, phát là mặc vân như cái đích khỉ viền luôn. Đi thân hứa thì kể được 7 triệu đi thôi. Mấy thằng hay đi cốp cho lên trăm vân như cái đích khỉ viền luôn. Cái được, cái người anh được. Cái người 9 triệu trả thế nó làm cái gì, cái người 7 triệu đi luôn, cái người 9 triệu. Ai 9 triệu? 9 triệu nhiều lắm nhỉ? Ai 8 triệu 9 nhiều lắm, 8 triệu 9 nhiều lắm. Ba cái tháng này được có 5 triệu thôi. Mà phải đi cấy đến mấy ngày. Mà 6 triệu mà tiền cấy được 2 triệu rưỡi nữa rồi. Đó, tiền cấy được 1 triệu mốt. Chỉ muốn là công mà công, những, công nhưng mà mình cánh ruộng nhà. Không nhưng mà cứ tính công ra chứ. Bốn công nhưng mà bắt thuê người. Ba bốn công. Ba bốn 12, có điều 2, có bốn công. Mà chút má cũng 500.000 công. 300. Mà lại vừa chút má vừa cấn này. Đấy, còn bảy chút hình ngũ ruộng nước hàng. Vậy có 4 kiêu mà. Bôi. Như nó gì dữ nữa sao? Bốn kiếp nó kiếp trên hết rảnh đi. Hơn ngũ ruộng 14 kiếp. Mình đùa chứ chứ, người ta cấn được có 10. Mình đùa. 10, mấy là 12 băng mà tao kiếp cấn được 7 băng rồi. Chứ tao xúc được một ít nữa đâu. Còn có 4 kiếp. 4 con trả đến 4 ngày, ngày thứ 4 nữa là đi quay mấy cái rồi đi chơi. Hai cái trong chấm đỏ. Quay 4 chiều mà 4 chiều mà còn đi cấn nữa thì biết được. Ủa. Hai ông bà chi mỗi người mỗi ruộng, mỗi mặt mỗi ruộng rồi cắt cho anh cô lên bài thước cho anh cô tự mạnh. Tao chẳng có được kéo má đi mình đòi chi nữa. Cắt cái bài thước. Tao ở riêng rồi, nay tao có nào công việc cổ tao cấm cho anh rồi. Nay tao có biết nào công việc tao bổ mì tôm tao nấu rồi, chứ quên chưa nhau. Mặt ruộng
cơm hay dầm cơm lắm xuống xúc cái ăn đậu. Cơm xay này khác nhẹ đi cháo. Giá này khác nhẹ đi cháo. Bữa anh ăn bún vừa vừa nhỏi xôi vừa quá ăn bún ăn nằm ầm nè. Ăn nhưng mà món chấm tay. Đi bún không cái này cho mẹ bắt bún mà cho mẹ nữ bắt hành nhờ đi giá thì quà mỗi tháng trước khi vô ăn thì giữ hơn quên hành chín thì ăn được mà hành tái nhưng mà hành tái như sống hùng nhưng mà con nít to nó hành nhiều thì hơi nát nhớ rồi tôi ăn mang con nít nó nhìn nó đúng không đúng ăn cái đảo mà tám chín bà năm bà Tết năm tới đi cũng mừng thỏa đây không năm tới đi chị 89 à năm đi 89 bác tỉnh tại hồi trước đi gánh cày với ông tá nhiều quá trời ông bác tỉnh người ta bị răng mua quần áo mới không mà dưới một quần áo cỡ thời anh đợt anh nhìn trẻ anh đi bác sĩ trời cũng đành cái gì trời cái tiếng sức trẻ ok bữa tí tuổi nó không trẻ ông anh tỉnh và anh già rồi anh tỉnh thanh niên hồi xuân quay lại cứ nói chuyện với ai mà ký quy hình không thì chả nói. Nên có khả năng kim chuột cao lên đến 90%. Thế không cái chuyện công việc của ngày mua cũng điểm nhớ điểm lắm. Thì mấy ca sĩ đi cũng kim chuột. Ca sĩ đang ăn như là cái lưng nước phơi thấy bạn những cái cuộc ca sĩ. Tôi biết danh được của bạn của anh nhé. Chụp ảnh ca sĩ thì kia anh đến chụp ảnh nhé. Nhàu kia là với những người căn đi gù mồ cái này mặn đứa thì nói mà cái mặn thì chỉnh nhàu đứa mà thần kia cơm đi cùng nấu cơm chưa anh cái này tỉnh thì nấu gì không à con nấu có quá không không cũng không quản gì chào đi anh đó là loại hay cái gì đó loại chú đây chúng ta nó mới bày được quán bán bán được bày loại không hả ta cứ quay ngồi đúng không? Ngồi xuống làm gì? Thôi chứ mà tiền mình đi. Kết này đúng cái này kìa. Không. Tập này tháng này mà mình chưa lấy cái đợt 40 cái thì mua cho cái điếu thì cần cái xin một cái năm lạng lấy làm cần không phải đi một. Nhà anh hút không rồi. Cái này hai điếu à? Anh tỉnh đi đem cái búa xuống bửa cái mặt anh kìa. Thằng mô với chiếc này đi ơi chiếc lá anh yêu đi coi anh nghiện thuốc lào nữa rồi vì anh làm đi thuốc lá đi lỡ anh nhiều 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 anh tỉnh không biết bạn cá ngang gì nó cũng không được cái bầy cá chắc là đang chút cá những chuỗi đang chết cho nên đang đánh ngoài nữa.
đây, chít cành ra đây. Chị cho anh em hút cho mà thơm mồm với mát mồm nhỉ. Chúng tôi lại không nghĩ lắm. Để lên đi lắm, tao mới lên nhà bà nữ coi muối rồi bà. Trời vẫn chưa có nghỉ nữa. Gánh chi không gánh gì, gánh có người yêu nữa. Bồ, gánh đi ra chủ mà Nam. Này, Nam bên đi, à, Hải bên đi vô ngồi khoanh chân như người lớn á. Bởi biết đi chùa mua, à, Nam đi chùa mua mà lấy được vợ đó. Chùa nên tất thiệt. Mùa vàng khè nên chưa có chuyện á. Chùa tất thiệt lắm, biết Nam lấy được vợ. Rồi gánh phân vân cái thằng mà mặt nám ở trên trường 2 đến hùng ra. Người thì điên như cái xe than, mặt thì nám, người thì cô lại mà anh có người yêu đẹp gái đó. Nhưng chẳng có những ru kinh gì nhỉ, mặt hơn mấy nám mấy đời dữ đủ đủ ông hầu thì như bóp cái bớt anh bớt đứng người em hô nhiều thằng bớt tím đỏ nha, đỏ cái bớt bớt tiền là sống học lên không cô nhà chị Ngọc đấy không cái đầu chị Ngọc cũng bị đẹp thua mà lâu rồi. Nhưng mà ý là bị ở tay đỡ, bị ở đây, nhưng mà mặt lâu rồi. Mà cái năm đó công nó quản bác những ngày nào có con cháu có bảy cái thời gian làm biết là muốn làm. Nếu mà đặt răng muốn riêng thì ông ăn đi mà. Thứ. Bác ở bên cây tê, mặt cái này thì cây bác tự bác nó cây tê. Thấy bà bác Yến mà thầy cũng từ cặp gì dịp. Khi bà lên thương mấy chồng. Đưa hắn nó ngoan hơn với anh nữa. Ừ, mưa không ướt thì không ướt đi nhỉ? Không, mưa không ướt cầm. Bác Yến thì bây giờ? Yến thì nặng nhỉ? Chị Mạnh chứ thầy mà. Quán nó chụp cái mồm mà nó nóng. Bấm một phát của mồm hơn. Thằng thắng bác thử tuần này. Tuần này anh kêu tôi lại. Đi lại bên cạnh lúc đó mới không có đứa, đi lại bên cạnh. Bên cạnh lại có hai quân nữa, hai quân với hai cái thằng cứ đứng chỉ ăn với lau mồm cho mời thôi. Mời thì chỉ ăn nếu mà cái sụp cái đau ấy thì sụp hết đây. Sau đó tới mình đau quá thì tim tê mình cả đau ấy. Cô đứa lại nhổ luôn răng cho nó chưa lên bàn, chưa lên cái ghế nó nhổ luôn răng như này. Thế mà đầu tiên nó tan tê rồi đó, mà anh tôi chỉ muốn lắc mình đau anh không chịu không? Cái mà cái đó ông bị tan tê rồi chứ lại tim bên đây tim này mà bên đây nhá thì mà tiết kiệm làm tim bài bên đây sáu lại chua hình ra mà bị đau không chịu được rồi nhở, lại tim cái tim tê của mình chết tục cái kim tim một mồm đâu. Thì quân lần trước đã cứ đặt đi đến o chứ vậy cái nhà mua xe gõ những con kinh này biết mài cái răng kinh rồi. Mài cái răng này vô cô kia hở mài o tôi cũng chưa thấy người ta nhổ răng người em chào vỡ mà tưởng tượng ra giống kiểu nhổ răng lần sữa hồi chứ á dạy kìm vô nhổ răng nanh lần sữa chứ anh kia anh có cái kìm chuyên nhổ răng mà anh kìm kháng khuẩn sau cái bữa luôn kẹp cái bữa anh nhổ cái răng khô như lại nhổ kiểu khác anh ăn chua cái móc chi bốn vạch hai cái đến lợi phát cầm giật phát lên luôn. Ăn qua là nó chua chi một lắc chiếu phát là mình không đau nhưng mình cảm giác cái da cái lợi mình toạc như xoẹt gỡ đi không lại hồn tao hỏi chứ còn nhổ răng không thì vẫn còn nhổ mấy cái răng khôn nữa thì thôi tôi ngu rồi tôi không ăn không nhổ răng khôn nữa mới chết tôi vẫn đang còn nhổ nữa thì hết bộ răng mất chết nhổ răng khôn là bắt buộc răng khôn là bốn cái răng trong cùng ấy trong mà cùng. Nó mọc lệch ấy à. Răng khôn nhưng mà bình thường là mình phải... nhưng mà bình thường không nhổ thì có được không? Không nhổ thì nó mọc nghiêng thì nó sẽ đẩy cái hàm mình sẽ bị nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia. Đau lắm. Mình đâu cười cái. Mới lại. Nó mấy cái răng khô đó là ông mạ nhìn nó. Cái đó là răng nhìn nanh chứ nhỉ? Nanh đây này. Con là răng trong cung này. Răng khôn nó bắt buộc phải nhổ chứ nó ảnh hưởng cái chi chị bị hâm à? Gấp gại rồi, chắc chiều nay ai điện điên cỏ đây ạ. À? Thế nãy víu 4 giờ. Cỏ. Người điểm. À, nhà mười điểm mà đứa chiều chứ không bởi vậy hả? Ờ, con Trang ấy, mình nó giới thiệu, không có lấy. Trang ấy chắc lấy chồng rồi. Cậu rau bán vừa thôi, rau mãi chưa nghè ăn nè. Trời rau đi bán cho làng tôi.
xe đánh nhà em ạ, nhà ta. Cái à, Nam chìa khóa xe cho thầy. Đi chìa khóa xe cho bố Viện đi đám. Bây giờ lấy cái xe tới Viện nhớ chìa khóa này. Ồ. Lấy lấy luôn. Ồ. Giữ cạo 5 cái rồi đó. Hết 3 tháng là chữ được 2 tháng rưỡi là đẹp. Hết 3 tháng nghe bổng chữ 2 tháng rưỡi. Thôi 2 tháng 2 tháng. Thôi cũng biết chắc luôn. Để anh Ninh đang ngửi em mày. Mỹ đang đi chống cự lại đường. Tôi nói với chạy chứ mắt mà quay đến mùa thì tôi nếu mà không đi làm thì tôi quay đúng phải được khóc đấy. Nói thật với cậu, với mùa đấy trong quay 5 cái rồi. Giờ đang còn 50 nghìn một tiếng, 2 tiếng 100 nghìn mà quay ngày 6 tiếng. Gửi lại ngu thật. Thật nếu mà quay 5 cái thì thôi. Ôi trời, nhạc tè. Ô nhà ông bạn cứ chạy răng ấy. Đúng rồi, thật là tắt à? Vui nhờ, vui. Có tạm dừng đi ra mà đi mở bay, có mở bay lên tắt. Lại ra văn hóa thôi. Lại đi giờ, ngồi còn ngồi không mấy, kiềm chế được. Mấy phút rồi, gần đủ rồi. Thôi rồi, đi. Không cần rơi rồi, cái tao lại bấm cái. Ừ rồi, nãm bấm rồi. Ô, tối lắm không bấm rồi. Cái này không được, phải ngồi khác. Cô ơi, chị Thu. Cô ơi, bạn kia ở đang ở nhà, nhìn có đẹp cái chứ tôi vừa vô. Bạn mua mà vô nhà đó cô ơi. Quần nước, quần hà. Quần hà. Quần hà. Quần nhà xinh xíu. Suốt ngày đi đúng nhau đi chơi á. Kim mà nhiều lắm, phun không mặn, ngại mặn. Cây nữa phun với lại chết chứ hắn tốt hẳn. Hắn mà tốt lên ở ri là phun không ăn chờn chết. Chỉ có rủi thôi, còn cái cọng vẫn sống vẫn lại lỗ. Hello.
mọi người cao tuổi thôn Vĩnh Mục xin thông báo ngày mai 12 tháng 3 năm 2021 kính mời các cụ ông cụ bà ai có nhu cầu cắm mắt xuống trạm y tế xã Long Tiến để cắm mắt. Alo, tôi xin nhắc lại mọi người cao tuổi thôn Vĩnh Mục xin thông báo xin kính mời các cụ ông cụ bà ai có nhu cầu cắm mắt xuống trạm y tế xã Long Tiến để cắm mắt ngày mai 12 tháng 1 3 năm 2021 xin kính mời các cụ của ông của bà nếu có yêu cầu xuống trạm y tế xã Long Tiến để cắm mắt. Alo, tôi xin nhắc lại mọi người cao tuổi thôn Trúc Thuận Ngọc xin kính mời các cụ ông cụ bà ngày mai 12 tháng 3 năm 2021 cụ nào có yêu cầu cắm mắt xuống trạm y tế xã Đồng Tiến để được cắm. Rồi, mà xuống đăng ký đi khám mắt. Mọi răng chả thấy ra cháy ra hoa chi cả bạn.
Thank you.